Hiệp 1 đã trôi qua được 20 phút. Tỷ số trên sân Vinh vào lúc này vẫn đang là 0-0. Đó là một trong những kết quả quen thuộc nhất của Sông Lam Nghệ An khi thi đấu tại đây ở mùa giải này. Cơ bắt đầu đoàn thắng dành cho Sông Lam Nghệ An. Tỷ số là 1-0. Bùi Tiến Dũng là người đã không thể theo kèm đối với Quang Tình. Viết theo bị đánh bại ở tiếng vừa rồi, giống hệt với cái cách mà họ đã ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ Quảng Nam. Một đường truyền khởi phát từ khu vực giữa sân, Quang Tình lẻn xuống rất nhanh và đệm bóng một chạm ghi bàn giúp cho đội chủ nhà vươn lên. Sau khi nỗ lực ghi bàn thì Quang Tình đang bị đau. Bàn thắng cực kỳ quan trọng với Sông Lam Nghệ An vào thời điểm này. 5 vòng đấu liên tiếp chưa có một thắng lợi nào. Ngày hôm nay sẽ là cuộc đấu với câu lạc bộ Viettel. Chúng ta sẽ cùng xem lại tiếng này. Không hề có lỗi việt vị. Bóng vượt qua đầu của đội trưởng Bùi Tiến Dũng bên phía đội khách. Và cú đệm bóng ở cự ly chừng 6m của Quang Tình đã đánh bại được thủ môn của Xuân Sơn. Tỷ số là 1-0. Quang Tình đã có những bàn thắng cực kỳ quan trọng cho Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh. Đây là pha lập công thứ hai của anh. Lần trước là một cú bắt vô lê bóng sấm có thể nói là đẹp mắt, mang về một trong những pha lập công đẹp nhất của mùa giải cho tới thời điểm này. Cầu thủ của đội chủ nhà, người đã ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay, vẫn chưa thể đứng dậy. Chúng ta sẽ cùng xem lại tiếng này. Không hề có lỗi việt vị. Bóng vượt qua đầu của đội trưởng Bùi Tiến Dũng bên phía đội khách. Và cú đệm bóng ở cự ly chừng 6m của Quang Tình đã đánh bại được thủ môn của Xuân Sơn. Tỷ số là 1-0. Quang Tình đã có những bàn thắng cực kỳ quan trọng cho Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh. Đây là pha lập công thứ hai của anh. Lần trước là một cú bắt vô lê bóng sấm có thể nói là đẹp mắt, mang về một trong những pha lập công đẹp nhất của mùa giải cho tới thời điểm này. Cầu thủ của đội chủ nhà, người đã ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay, vẫn chưa thể đứng dậy.